lo cầu thủ U23 Việt Nam sa sút phong độ. Rất nhiều huấn luyện viên ở các đội V-League không ngại bày tỏ nỗi lo, đứng trước sức ép phải sử dụng cầu thủ U23 Việt Nam vừa đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á và chỉ mong họ luôn giữ vững phong độ. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi chia tay các học trò ăn Tết đã dặn đi dặn lại tất cả phải luôn chú tâm rèn luyện, giữ gìn sức khỏe để chơi tốt ở V-League 2018. Ông Park rất sòng phẳng cảnh báo cầu thủ nếu không giữ tốt phong độ thì việc mất suất trên các đội tuyển quốc gia không phải là nguy cơ nữa. V-League 2018 sẽ rất đặc biệt ở các đội Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai có nhiều nhất tuyển thủ U23 Việt Nam từng lăn lộn qua vài giải vô địch quốc gia gần đây. Trong khi đó, còn nhiều đồng đội của họ trên tuyển tại các câu lạc bộ khác. Rất khó khăn tìm chỗ đứng. Dễ thấy những tuyển thủ U23 Việt Nam sau chiến tích ở vòng chung kết U23 châu Á sẽ phải gánh chịu nhiều sức ép hơn so với thời vô danh. Họ luôn nhận được sự chú ý của giới hâm mộ. Từ đời thường cho đến sân cỏ, nhưng không phải ai cũng là nhân tố, không thể thiếu trong màu áo câu lạc bộ. Chẳng hạn, thủ môn Bùi Tiến Dũng là chọn lựa số 3 ở đội bóng Thanh Hóa sau hai đàn anh dày dạn kinh nghiệm, Thanh Thắng và Bửu Ngọc. Hay như Hà Đức Chinh, Tiến Dũng vẫn phải nỗ lực rất nhiều mới có suất đá chính tại SHB Đà Nẵng. Tương tự, Xuân Mạnh và Văn Đức chưa phải nổi bật ở Sông Lam Nghệ An so với nhiều đồng nghiệp lớn tuổi hoặc các ngoại binh chất lượng. Thế nhưng từ thành công của lứa U23 Việt Nam, giới huấn luyện viên cũng có những nỗi niềm riêng về việc cho hay không cho họ ra sân. Bởi sự xuất hiện của cầu thủ U23 thời gian qua, không chỉ trên sân bóng, cũng luôn gây sốt cho cộng đồng yêu hoặc chưa yêu bóng đá. Ví như Xuân Mạnh và Văn Đức, mùa trước chưa là gì ghê gớm trong đội hình Sông Lam Nghệ An, thì nay đã trở thành thần tượng của nhiều giới. Họ vừa chơi trận siêu cúp bị thua Quảng Nam 0-1, dưới góc nhìn của giới chuyên môn là chưa thể hiện đúng sức mình. Bên cạnh đó, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam mới năm ngoái còn ngồi ghế dự bị mòn mỏi hoặc chơi không mấy nổi bật cũng sẽ góp mặt ở V-League 2018 với một tư thế khác. Họ đều biết, người hâm mộ rất kỳ vọng vào sự xuất hiện của mình trên sân bóng và góp sức cho thành công của câu lạc bộ, chứ không phải chỉ có tên trong danh sách chơi đủ chỗ. Cho nên sự sao nhãng của họ trong tập luyện dẫn đến sa sút phong độ chắc chắn sẽ gây ra một hiệu ứng nghịch, không chỉ cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến câu lạc bộ. Rất nhiều huấn luyện viên tiết lộ, việc sử dụng cầu thủ U23 trong đội hình cần có thành tích ở câu lạc bộ tại đấu trường V-League là con dao hai lưỡi. Các nhà tài trợ và nhiều người hâm mộ cần họ ra sân. Nhưng, không phải ai cũng phù hợp với ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, chưa thể vị trí của họ có cầu thủ khác chơi hợp lý hơn. Nỗi lo cầu thủ U23 Việt Nam không giữ vững phong độ nếu được trao cơ hội chơi. Chủ tịch FIFA Việt Nam có cơ hội dự World Cup. Người đứng đầu FIFA, ông Gianni Infantino tin rằng sau những gì đã làm được, bóng đá Việt Nam có quyền mơ một suất dự World Cup trong tương lai. Cảm xúc của ông thế nào khi lần đầu tới thăm Việt Nam? Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: lời đầu tiên tôi xin gửi chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam. Tôi vô cùng vui mừng và vinh dự khi có mặt tại đây, rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Xin chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có nỗ lực lớn trong thời gian gần đây và tôi cũng rất may mắn khi đến được đây để hưởng không khí thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa qua. Tại Việt Nam, tôi có cơ hội được gặp Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch và VFF. Tôi đã có những trao đổi rất tích cực để làm sao có thể phát triển các chương trình dự án để đưa bóng đá Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Ông đánh giá thế nào về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện khác của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF? Hôm nay tôi được chứng kiến cơ sở vật chất hiện đại của VFF, tôi thấy rằng các bạn làm việc rất tích cực, đã làm việc hết mình cho sự phát triển của bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá trẻ. Đây chính là nền tảng để Việt Nam đạt được thành công như U23 Việt Nam, U23 Việt Nam hay Futsal vừa qua. Tôi cho rằng cần phải có niềm đam mê, nỗ lực để phát triển bóng đá và tôi tin thấy điều này ở các bạn. Tất cả chúng ta có thể tự hào về sự phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi tự hào khi được ở đây để chứng kiến sự phát triển của các bạn. Ông có những chia sẻ gì về cách làm hướng phát triển bóng đá với VFF?
Tôi có ba lời khuyên, đó là làm việc, làm việc và làm việc. Chúng ta thấy VFF đã cố gắng trong thời gian qua và gặt hái được nhiều thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục thành công, cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để phát triển bóng đá. Rõ ràng là chúng ta cần đầu tư cho bóng đá. World Cup sắp tới sẽ hứa hẹn rất hấp dẫn. Ông chờ đón sự kiện này như thế nào? Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu mở màn giữa Nga và Ả Rập vào tháng 7 năm 2018. World Cup sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, sân vận động đẹp, khách sạn tốt. Đây là giải đấu mang tính xã hội lớn trên thế giới. Tôi xin mời tất cả khán giả ở Việt Nam đến dự World Cup tại Nga. Ông có cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự World Cup? Như các bạn đã biết, World Cup từ năm 2026 sẽ tăng số lượng từ 32 lên 48 đội. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để các nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam, có thêm cơ hội tham dự World Cup. Các bạn có quyền mơ được tham dự sau những gì đã làm. Còn cơ hội đăng cai World Cup của các nước Đông Nam Á. Thực ra trong Đông Nam Á có niềm đam mê bóng đá lớn, nhưng để đăng cai World Cup phải có cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết. Nhưng tôi nghĩ rằng khu vực này có cơ hội và điều kiện cần để đăng cai. FIFA sẽ có những nỗ lực cụ thể gì với bóng đá Việt Nam thưa ông? FIFA sẽ tiếp tục có những chương trình hỗ trợ phát triển FIFA Forward Program. Đây là chương trình chúng tôi không chỉ hỗ trợ về tài chính thông qua dự án các chương trình về tài chính, mà chúng tôi còn cam kết sẽ hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam về các lĩnh vực chuyên môn như trao đổi về kinh nghiệm của chuyên gia và nhiều vấn đề khác. Về Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố gây sốc cùng U23 Việt Nam. Thuyền trưởng U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về quê nhà Hàn Quốc. Hình Việt Nam chiếm sóng trên nhiều đầu báo xứ Kim Chi với những chia sẻ và phát biểu mà không gây sốt mới lạ. Khác với lúc ra đi ít được chú ý, chỉ sau 3 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam, ngày về của huấn luyện viên Park Hang-seo được khác hẳn. Ông được chào đón ngưỡng mộ và thu hút mọi sự chú ý của truyền thông quê nhà. Một đội trưởng xuân trường của U23 Việt Nam ngồi dự bị ở giải đấu K-League, nhưng giờ nổi bật trong buổi họp báo trong ngày huấn luyện viên Park Hang-seo trở về. Trong buổi họp báo được tổ chức ở Incheon, U23 Việt Nam cùng chiến tích là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào chung kết U23 châu Á lại một lần nữa nóng lên với các câu hỏi của báo chí Hàn Quốc dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jong-in. Trong buổi họp báo được tổ chức ở Incheon, U23 Việt Nam cùng chiến tích là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào chung kết U23 châu Á lại một lần nữa nóng lên với các câu hỏi của báo chí Hàn Quốc dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jong-in. Huấn luyện viên Park Hang-seo thú nhận rằng dù biết là thầy trò được chào đón khi từ Trung Quốc trở về, nhưng ông cũng không thể nào mường tượng lại hoành tráng và đầy xúc động bởi tình cảm từ biển người hâm mộ khiến ông sẽ luôn ghi nhớ mãi. Tinh thần và khát vọng khiến U23 Việt Nam đá penalty xuất sắc. Trả lời báo chí Hàn Quốc về khả năng đá penalty siêu của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay có nhiều lý do, nhưng trên hết là niềm tin giữa các cầu thủ và ban huấn luyện, và sau đó là ý chí và nỗ lực của các tuyển thủ đã giúp họ thực hiện thành công. Ông nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng sức mạnh tinh thần đã làm nên điều tuyệt vời đó, một sức mạnh giúp họ đánh bại cuộc chiến thể lực, phải thi đấu thêm giờ hiệp phụ. Thầy Park cũng tiết lộ thêm, sở dĩ U23 Việt Nam luôn làm điều đó vì ông muốn đội vượt qua được vấn đề tâm lý. Vì tôi không thể nói trực tiếp với các cầu thủ bằng tiếng Việt mà phải qua trợ lý ngôn ngữ, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm như vậy, một thông điệp ngắn bằng tiếng Anh được truyền tải. Tôi dĩ nhiên học được rất nhiều từ Hindi, nhưng tôi không bắt chước ông ấy. Dồn sức cho AFF Cup 2018. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu vào ngày 27 tháng 3 gặp Jordan ở vòng loại ASEAN Cup 2019. Trước đó, V-League khai mạc nên tôi sẽ kết hợp với các cầu thủ đội tuyển quốc gia lẫn các cầu thủ U23 Việt Nam. Vào tháng 8, đội có các trận ASEAN, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng AFF Cup diễn ra vào tháng 11 là quan trọng hơn. Có thể nói khi đặt bút ký hợp đồng với VFF thì sứ mệnh lớn nhất trong 2018 của huấn luyện viên Park Hang-seo là đưa đội bóng đá Việt Nam chạm AFF Cup một lần nữa
sau 10 năm, hai lần gần đây tuyển Việt Nam đều dừng bước ở bán kết gây tiếc nuối. Việc U23 Việt Nam thành công ngoài mong đợi dưới bàn tay của thầy Park ngay tháng khởi đầu năm càng chấp thêm niềm tin và hy vọng từ người hâm mộ. Nếu gặp lại Hàn Quốc, tôi sẽ làm hết sức để cùng Việt Nam chiến thắng. Tại trận mở màn vòng bảng U23 châu Á, U23 Việt Nam để thua U23 Hàn Quốc 1-2, nhưng sau đó đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tiến xa hơn vào đến trận chung kết, còn Hàn Quốc bị Uzbekistan loại ở bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố nếu gặp lại đội bóng quê hương một lần nữa, ông sẽ nỗ lực hết sức để cùng Việt Nam giành chiến thắng. Truyền thông quê nhà gợi ý rằng Việt Nam và Hàn Quốc có thể sớm gặp lại nhau tại Asia vào tháng 8 tới đây hoặc ở cấp đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp rằng tôi yêu tổ quốc mình, nhưng nếu tôi gặp lại đội Hàn Quốc, tôi sẽ làm hết sức mình để cùng Việt Nam giành chiến thắng. Vị phù thủy cũng nói thêm, cũng vì tình cảm và sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam mà ông thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để không làm họ thất vọng.